thanh bình an lạc, thì chúng ta có đủ phước tạo được tiền bạc nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ không xài hết được. Thì chúng ta nên nhớ, xung quanh chúng ta có nhiều người bất hạnh, đang nghèo đói, không cơm ăn áo mặc, vì họ là người đã tạo nhiều nghiệp ác. Do đó chúng ta hãy bố thí cho họ, giúp cho họ. Sự giúp và bố thí này sẽ giúp cho đời sống của chúng ta hiện tại và mãi sau sẽ chuyển hóa được nghiệp khổ của chúng ta. Thầy đem một cái ví dụ, như vừa trong cái hiện tại, thầy có một người đệ tử, đó là chú Chân Tâm. Chú từ một giáo viên cấp 2, tiền lương rất là túng thiếu, không đủ cung cấp cho gia đình sống trong cái cuộc sống hiện giờ. Thế mà cái phước chú đến, do đó chú chuyển cái nghề giáo viên thành cái nghề làm vàng bạc đá quý. Chỉ trong vòng 2 năm, chú đã có một cái số tiền rất lớn. Chú thường về đây để thưa hỏi thầy về pháp tu hành. Thầy khuyên chú nên bố thí và làm những việc lành. Chú nghe lời thầy, lúc nào chú cũng đến thăm những trại mồ côi, trại cùi, dưỡng lão, những nơi nghèo đói, thì chú thường đến để bố thí. Trên bước đường làm ăn, nó không phải suôn sẻ luôn đâu. Vì thế chú gặp những tai nạn. Do những tai nạn đó mà khi xảy ra thì chính quyền người ta xét thấy cái người này làm có tiền, sống giúp xã hội chứ không có lo lắng cho cá nhân mình. Cho nên từ cái tai nạn xảy ra đó, nhà nước đã không có bỏ tù chú và thấy chú là một người rất tốt. Nếu chú mà tích lũy sự có tiền của này chỉ riêng cho cá nhân mình, chắc chắn chú sẽ không thoát được cái tù tội. Vì người ta xét thấy hành động làm ra tiền mà không phục vụ cho riêng cá nhân gia đình của mình mà cho cả xã hội, người ta nghĩ người này là người làm ra tiền mà rất tốt. Vì thế mà thầy thiết nghĩ, trên bước đường ngồi trên đống vàng mà rất đau khổ. Trong một chuyến xe mà chú chở vàng 100 ký, 50 ký lô vàng, thì trên bước đường đi chuyển hàng, tâm hồi hộp lo sợ, chứ không đơn giản như chúng ta không có tiền bạc. Sau này thầy khuyên chú nghỉ đi, đừng nên làm nữa. Có bao nhiêu hãy bố thí cho người, chỉ dành dụm đủ sống mà thôi. Từ ngày đó chú nghe lời thầy, chú rất là an ổn, không còn lo lắng, không còn sợ hãi nữa. Nhưng tâm con người nó không phải đứng yên một chỗ. Tiền bạc là cái sự cám dỗ rất lớn, làm chúng ta khó mà giữ tâm mình yên ổn như những gì, như những bậc tu hành. Cho nên càng thấy sự làm ăn càng khá giả lên thì chúng ta nên càng dè dặt coi vậy, chứ nó chưa được yên ổn cho đời chúng ta đâu. Tại sao vậy? Đức Phật đã xác định tiền bạc châu báu là rắn độc. Khi trong tay chúng ta có nó, mặc dù nó không phải là tiền bạc phi nghĩa mà chính mồ hôi của chúng ta, nhưng nghiệp quả khi có tiền bạc vẫn đem đến cho chúng ta nhiều tai nạn. Vì vậy mà thầy ở đây thầy nhắc các cư sĩ, khi các con làm có tiền bạc, nhớ đến những nỗi bất hạnh của người khác. Vì phước của mọi người cộng lại lớn hơn phước của chúng ta. Vì chúng ta có một cá nhân không thể nào có đủ phước để thọ hưởng cái sự giàu sang đó. Cũng như một nhà vua
khi Ngài lãnh đạo trong một nước, Ngài giàu sang, tiền bạc rất nhiều, thế cái phước của nhà vua đó sẽ hưởng được bao lâu? Nếu phước đó dài thì được 10 năm, 20 năm. Nếu cái phước ngắn, vị vua đó vừa lên ngôi, trong 3 hôm là bị trức phế hoặc là bị giết. Thường chúng ta thấy cái phước của cá nhân rất nhỏ, mà cái phước của mọi người rất lớn. Nếu một vị vua mà lên nắm quyền, giàu sang mà biết bố thí giúp cho dân nghèo, thì nhà vua chắc chắn sẽ được ở ngai vàng bền lâu. Còn nếu mà nhà vua lên chỉ quan phí, lo ăn chơi, thì thầy nghĩ rằng trong lịch sử chứng minh điều đó rất rõ ràng. Nhà vua đó không ở ngôi không lâu. Cũng như một người giàu có mà có lòng từ thiện, thì sự giàu có đó sẽ giữ vững cái sự giàu có đó, không phải trong một đời của họ mà cả đến đời con cái của họ. Nếu sự giàu có đó mà chỉ có mình họ hưởng, làm ra có, thì cái phước báo của người đó nó sẽ tiêu mòn rất nhanh chóng. Từ đó trong một đời người của họ chưa hưởng trọn mà đã của cải, bị nước lửa, bị giặc giã cướp bóc, làm cho họ trở thành hai bàn tay trắng, nghèo đói như người khác. Vì thế không tham lam, không trộm cắp, mà có đủ duyên, có đủ tài làm ra tiền, ra bạc, thì nhớ phước báo của mọi người là lớn, phước của mình nhỏ. Vì vậy mình cố gắng san sẻ cho những người bất hạnh trong xã hội. Từ đó của cải tài sản mình rất là bảo bọc, bảo vệ, được yên ổn mà không hao mất. Nhớ những lời này là những kinh nghiệm trong đời thầy. Thầy đã từng dạy một người cư sĩ và thường nhắc nhở nhiều người nữa trên bước đường, trên cuộc đời sống của những người cư sĩ. Họ đã được an vui, hạnh phúc, họ đã được sung sướng, thoát khỏi cảnh tù tội, thoát khỏi cảnh ghen ghét của người khác. Đó là lòng bố thí của họ.